Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì hôm nay mình xin gửi đến anh em một cái bài đấu, đó là sử dụng con Katarina lại nha anh em. Thì đợt trước mình có sử dụng Katarina rồi. Thì cái bài đấu đó là Katarina 9 tiên linh. Rồi thì bữa nay mình sẽ đổi bài đánh khác của con Katarina nha anh em. Thì cái bài đánh này anh em có thể đánh vẫn ok. Thì nhưng mà thì hôm nay mình sẽ sử dụng Katarina đá khóa. Thì cái bài này khá mạnh anh em ạ. Rồi thì cái đội hình của Katarina này á, thì đẹp thì anh em sẽ đi với 6 tiên linh và 4 chiến binh. Và mình đánh giá cái đội hình này là một trong những cái đội hình mạnh nha anh em. Anh em có thể flex, anh em có thể leo rank rất là ghê với cái đội hình này. Bởi vì cái đội hình này đợt trước mình cũng gặp rồi. Cái trận mà anh em coi mình đánh 10 thông đạo anh em, mình gặp cái đội hình này á. À, nó sai cho mình không kịp ngáp luôn. Thì cái đội hình này chỉ cần ví dụ anh em đánh á, anh em có thể kẹp chung với cái lõi là cái lõi hút máu anh em ok, hoặc là cái lõi tạo giáp cái gì đó, nói chung là anh em đi với lõi combat ok nha. Rồi thì cái lõi đầu tiên là lõi bạc, lõi thứ hai là lõi vàng anh em. Thì cái lõi vàng mình sẽ lấy cái giáp gai cho, tại mình hơi thiếu đồ thủ tí, là nói chung đồ thì hiện tại giờ chưa được đẹp lắm anh em ạ. Nó chưa ra đồ con Katarina của mình cần. Thì anh em có hai phương án để đánh con Katarina này chọn đồ nha anh em. Một là anh em sẽ cho nó cầm đá khóa, vương miện tiên linh và một cái găng bảo thạch. Hoặc hai anh em cho nó cầm một cái đá khóa, một găng bảo thạch và một bàn tay công lý. Thì cái đó tùy vào anh em thôi, anh em thích ghép như nào thì anh em ghép. Còn trong ván này của mình thì mình sẽ sử dụng con Kata đá khóa, vương miện tiên linh và găng bảo thạch nha anh em. Thì nếu mà anh em muốn đánh nó vương miện tiên linh á, thì anh em nên đánh nó ở mốc 6 tiên linh nha. 6 tiên linh kẹp với 4 chiến binh là ok. Còn nếu mà anh em không đánh bằng vương miện á, thì mình nghĩ nếu được anh em nên kẹp 6 chiến binh. Anh em chỉ cần kẹp 2 tiên linh hoặc là 4 tiên linh thôi, được rồi. Thì dù sao tiên linh vô thì anh em cũng kẹp con Rakan, hoặc là anh em có thể đánh cái bài này 2 tiên linh. Tiên linh chiến binh và hộ pháp cũng ok, coi bảo hộ cũng ok nha anh em. Bởi vì thực chất trong bài đây là anh em cần con Rakan với con Ari rồi, với con Kata rồi, thì nên lúc nào cũng nó cũng kết hai tiên linh nha anh em hết. Rồi thì cái đó tùy anh em lựa chọn nha. Thì trong ván này mình sẽ đánh 6 tiên linh và 4 chiến binh. Rồi thì hiện tại nói chung đầu game tới giờ cũng hơi đen anh em. Tại đầu game giờ ra đúng được một con Kata, mà đồ thì chưa có cái đồ đẹp cho con Kata nữa. Thì con Nila nó đang cầm đồ, là tí nữa mình sẽ chuyển cho đồ cho con Fiora và con Swain cầm nữa nha anh em. Thì nếu mà anh em đánh con Kata đá khóa, thì anh em khi mà ghép đồ cho tướng muốn vàng á, anh em nên ưu tiên cho con Swain hơn là con Fiora nha anh em. Bởi vì sao? Bởi vì con Swain nó là tướng đam phép, mà con Kata khi nó cầm đá khóa anh em, nó quay thì nó sẽ làm giảm kháng phép của tên địch lại. Thì như thế nó hỗ trợ con Swain vô đam rất là nhanh nha. Rồi dư đồ thì anh em đóng cho con Fiora ra ok. Đó là trước mắt là cái đội hình như vậy. Rồi thì ở rau đi chợ đây, nếu mà được á thì mình vẫn muốn lấy con cái tam, không được rồi nè, không được rồi. Nếu mà rồi mất luôn con tam kênh luôn. Thôi vậy chắc có lẽ mình sẽ làm một cái bàn tay nha anh em, do tới nửa đường nào mình cũng có thêm hai con đồ đam nữa, thì cái này mình có thể một là mình còn dư một cái găng á thì mình sẽ ghép bốc, còn hai á là mình sẽ ghép luôn cái bàn tay công lý. Rồi thôi ghép bàn tay công lý luôn nha anh em. Thì do tại một mình tính để một cái bàn tay còn lại á, là khi có gậy quá khổ á, là mình sẽ lấy cái găng hỏa thạch cho con Katarina. Thì bởi vì khi mà anh em đánh kẹp cái bài chiến binh này á, anh em có máu sẵn rồi thì anh em có thể đánh với vương miện còn ok. Nhưng mà anh em lên 6 á thì cái vương miện nó mạnh hơn nha anh em. Rồi nhà bên đây thì đang gặp nhà đánh ma thuật với ảnh chính này. Mạnh thế nha. Ở trong đầu game giờ mình thấy mình xem sơ sơ thì cũng có hai ba nhà đánh Kata anh em. Thành ra là cái ván này mà lên Kata 3 là nó hơi lâu. Chứ còn mấy cái bài này flex mà anh em nhìn mấy cái nhà khác mà không có đánh, anh em vô anh em lên anh em đẩy máu ghê lắm.
Rồi thì cái bài này anh em cứ xem video từ từ nha. Xem tới khúc cuối thì anh em sẽ coi bọn nó thể hiện sức mạnh của nó như thế nào. Là chắc mình đánh giá bài này mạnh anh em. Rồi nhà bên đây thì đang đánh pháo thủ. Đang tính chắc lấy ngộ không làm tăng cơ. Mà mình thấy con ngộ không anh em muốn cho nó làm tăng cơ anh em phải kẹp đi bảo hộ nha anh em. Bởi vì nó có cái bộ bảo hộ nó bút máu, con ngộ không nó mới trâu lên được. Chứ còn mà không có bộ bảo hộ nó bút máu đằng sau cho con ngộ không là con ngộ không đứt cục nhanh lắm anh em ạ. Thì cái cổng mình đánh trong trận này đó là cổng trang bị tạo tác. Thì bắt đầu bây giờ là mình sẽ tìm tới những trang bị tạo tác để bắt đầu mình làm video rồi anh em ạ. Rồi bây giờ thì bắt đầu phải cố gắng lên 7 đề ron anh em. Thì mình ở round 3.7 mà còn chưa lên được level 7 là còn phải chậm nha anh em. Chứ còn bình thường là anh em nếu mà anh em tích tiền anh em dồn nhanh thì anh em tiết kiệm thì có thể từ vòng 3.5 là anh em lên level 7 được rồi. Nói chung thì có nhiều trận nó không phải đen. Thì nếu mà mình thấy nha anh em, nếu mà ở cái round đánh quái đầu tiên mà anh em mà đánh rớt con Katarina ra đầu tiên thì anh em nghĩ tới quýnh bài này ngay cho mình. Bao mạnh, bao mà tốt. Và phần trăm đó nếu mà không có biến số, ví dụ như bên kia mà có tướng 4 vàng 3 sao hoặc là tướng 5 vàng gì đó thì khả năng lọt có một cao lắm nha anh em. Mà nhiều khi bên kia có một con tướng 5 vàng cũng chưa chắc là ăn nổi cái đội hình này của anh em nữa. Rồi thì do tại có nhiều nhà đánh kata quá anh em ơi, nên là ra giờ ron kata nó hơi vã. Đó, đã ra được 2 con. Bên kia có kata 2 rồi, thêm con nữa 3 con. Bên kia thì đánh kata quyền năng phi thường bàn tay công lý. Nhưng mà mình thấy anh em mà ghép đồ cho kata giải thì nó không có được ngon nha anh em. Không ngon. Con kata là nó chỉ một là cái một thập bàn tay công lý vương miệng. Hoặc nếu có thêm đồ on cho đá hóa thì ghép nó vô. Rồi kiểu vậy. Rồi cái loại thứ ba là loại vàng luôn. Công kích này túi đồ cờ đại. Túi đồ cờ đại cũng được nhưng mà bây giờ mình đang cần một cái loại gì không bắt hơn. Chơi thử bằng may với con người đá mà nó ra cái dây chuyền rồi anh em. Thì cái này tăng giáp nè. Tăng giáp cho đồng minh 2 ô. Nói chung là ron hơi khoa anh em, rồi có Fiora luôn. Giờ căng nhỉ. Fiora thì hết bán. Hoặc là từ từ. Do tại con Lila nó đang cầm 2 món đồ anh em. Nên mình cũng đang muốn là để coi tới còn đi chợ hoặc là tới ra đánh quái cuối để mình tách đồ ra cho con rồi quên với con Fiora luôn anh em. Nói chung là mình thấy con Katana nó bị cái là nó hơi lâu, nó quýnh hơi lâu để nó xài kêu thôi. Mình thấy anh em quýnh cái bài này mà anh em đi anh em thấy có lỗ máu toàn phần anh em nên lấy nha. Lấy cho nó mạnh. Lấy là cái bọn này siêu mạnh luôn anh em. Mạnh bà cố luôn chứ phải mạnh bình thường. Rồi thì bây giờ mình tiên linh 4 con. Bây giờ mà ra con gờ quên thì ngon nha. Rồi ra Calista, Calista thay vào cho con này. Rồi nhà bên đây thì lại cầm sắc carry lại rồi nè. Sắc liên hoàn. Sắc liên hoàn phải đi với thời không, phải đi với 4 thời không chứ sắc liên hoàn mà không đi với 4 thời không là sau này yếu anh em. Đầu game thì có vẻ mạnh chứ còn về late game là yếu. Quấn lại mấy nhà khác. Bởi vì cái con sắc nó được cái là nó sẽ được cái kiểu như là nó có cái trick là khi mà ví dụ như cái bọn thời không mà nó đóng băng anh em là con sắc nó có thời gian nó đánh hồi máu lại. Mà cái đây mà tí không có bọn thời không nó đóng băng là rồi. Rồi ra đi chợ 4 chấm thì có con Smolder, con Ryder 4 vàng. Mình chắc ra gần cuối rồi nè. Không biết còn lực. À con Swain nè. Nếu mà không ai làm Swain mình làm Swain nha. Làm về mình kích 4 chiến binh luôn. Thì nếu mà mình kích 4 chiến binh thì khả năng mình sẽ đánh về 2 tiên linh. Kích 4 chiến binh.
Do tại bây giờ bắt buộc mình phải giữ lại con Tam Ken với con kia anh em ạ. À. Bởi vì bây giờ hai con này của mình mới có một sao à. Mà mình đưa nó vào á, mà mình đưa lên dàn đầu á thì khả năng bay màu cao anh em. Rồi, sẽ tách ra thế này nha. Giờ cái đây có ghép thì ghép được cáo cho cũng tốt, nhưng mà chưa, để tôi từ này để xem xíu sao. Rồi, thì giờ đánh hai tiên linh nha, bỏ bốn chiến binh. Nói chung trận này cũng hơi đen ra ít ca tao quá anh em. Rồi ca ta đang sao quay. Ca ta mà quay được là ngon anh em. Mình sao không biết nó trâu quá vậy. Rồi xoay. Bởi vì mình thấy cái này mà cho con Kappa thì con Squin hợp anh em. Cầm đá khá, đá khóa quay cho xây cho bên kia. Rất thích, khá phép. Rồi, Kappa. Không ra thêm con nào nữa anh em ơi. Đây một con. Đây không có. Đây một không luôn. Nhà đây thì đang cầm ba con là bốn con. Mà sao dạo này thấy cứ mình thấy mình đánh tới con nào là thấy ron nó số sáu nhỉ? Thì mới chỉ bốn con thôi mà ron không ra ta, kỳ thế nhỉ? Trong khi mình sợ mình không đủ lên, mình đã mua thêm một cái neko cờ nhỏ mình ném ở ngoài rồi. Ai, mình thì giờ mình chỉ nó mạnh quá anh em ơi. Nói chung là anh em đánh cái bài mà tướng một vàng hai vàng carry mà anh em khúc đầu anh em không đẩy máu nhanh là khúc sau anh em tập hết, hoặc là anh em đẩy máu được và anh em phải lên cấp nhanh để khúc cỡ qua cỡ giữa trận là bắt đầu anh em phải thêm vào những con tướng 4 vàng 5 vàng mạnh để nó phụ đam rồi. Rồi nãy giờ mới thêm được con Kappa, hay quá hay luôn. Thì con đường trắc trở thế nhờ. Đồ với cho tướng mình dạy để dạy cho thêm cái găng này, thêm con Kappa nữa, rồi thêm con Squid cũng được anh. Cái này giờ lấy gì ta? Cái này mình đang muốn kiếm cái cung để mình ghép cái quyền năng khổng lồ cho con Squid. Có không có thì khả năng mình sẽ lấy cái này để mình ghép cái bỏ thật. Rồi còn cái bé hả? Cái này ghép áo tràng bóng tối luôn nha nè. Đó, rồi cái này tôi sẽ tặng đồ, cái này tôi sẽ hết hết đường rồi, hết đường tận dụng rồi. Ở bên kia con Smolder kìa, nó cầm cái nó bay kìa. Bay được nha. Bay được đấy. Bay được nhưng mà ghê đấy. À bắn nghe nè. Nãy giờ là bị thua chóng mặt luôn rồi anh em ơi. Còn 31 máu. Rồi, nãy giờ mới được 6 con Kappa. Thiếu 2 con nữa. Càng 3. Chuẩn bị chắc rau này. Rau này, chắc xong rau này mà thua nữa là chắc phải ron hết tiền rồi anh em. Cắm đầu công cụ mà ron thôi, bắt buộc phải ron Kappa 3 thôi. Bên đây thì đang đánh ngộ không thăng hoa. Chủ yếu là quan trọng là tới giờ đủ thời gian thăng hoa được hay không. Giờ là thua chóng mặt luôn anh em ơi. Nói chung anh em đánh cái bài này thì ít nhất anh em phải có được con Swain với con anh em phải lên con Swain với con Fiora 2 nha anh em. Hay sao? Chứ một sao hơi đuối. Nói chung trên bàn mình giờ cặp hết rồi. Cắn cái nhà thua luôn. Chắc là ron anh em ơi, có Squid 2 Kappa Fiora 2. Thiếu con Kappa nữa. Đã, không ra nhà anh em ơi.
cái gì vậy? Giờ ra thì quên bán thế. Bây giờ bán thì nhảy anh em, chắc phải bán rồi. Nãy giờ ron cũng còn giờ nữa là anh em coi, bán này là thua nữa cút luôn anh em. Mà như bán này mình gặp bóng mà anh em, bán này gặp bóng thôi, gặp bóng thì khả năng ăn được nha anh em. Rồi mới nãy là anh hiếp mình được thôi, chứ giờ con Swain với con Fiora 2 rồi thì khó lắm. Rồi thì đang đi chợ 5.4. Có Milo với con Camille. Cái này lấy chắc lấy quyền năng khổng lồ nha anh em. Lấy về cho Fiora cầm. Nếu mà mất quyền năng khổng lồ thì anh em lấy gáo tròn cũng tối được, không thể lấy gì khổng lồ. Nhưng mà gáo tròn khổng lồ cái quyền năng phi thường là vẫn ok nhất. Gọi là có cái này thì thời gian nó chạy cối được nhiều hơn anh em. Rồi thì Fiora 3, Akata 3. Fiora. Chắc bây giờ phải để dành tiền anh em. Giờ phải để dành tiền up cấp thôi. Up lên cấp 8, cấp 9. Thêm sẽ đổi, đợi ra con Rakan anh em. Mà cũng đen nha. Sớm giờ không ra con Rakan luôn anh em à. Nếu mà bây giờ nếu mà lên level 8 ra Rakan, anh em đổi Rakan vô. Anh em thêm một con tiên linh vô nữa là anh em được 4 tiên linh. Rồi anh em lên level 9 anh em thay con Rumble ra luôn á thì anh em sẽ được 6 tiên linh. Thì cái bài này đánh ở level 9 nha anh em. Nói chung anh em Ron Katarina ra sớm thì đánh ở 9 tiên linh. Đá hút máu rồi. Vậy mà hút máu mấy. Nên anh em vẫn hên nha. Mà chắc cái round này thua một chép chắc không chép được đâu. Rồi thì bắt đầu giao tranh. Đội của bạn được nhiều con chế trong 8 giây. Bây giờ cái tiền mua anh em. Thôi kéo đồ hành ra chiếu anh em nhỉ. Rồi gặp lại nhà ngủ con đánh buôn thằng Hoa rồi. Cái đây cái dàn sau con Kata mình nó lụt ra đường sau là nó quay chết hết. Không xảy ra bị con Tristana nó ủi ra rồi anh em, ủi hai lần kia thiệt. Nó xoay kìa, cái này nó xoay thì con ngộ không chụp thông ma đâu anh em ạ. Rồi thì hiện tại còn 5 nhà. Rồi, để xem ra cái quái này nó cho đồ ngon này. Thì bây giờ có đồ anh em dùng cho con Fiora nữa nha anh em. Là xong. Rồi. Áo tròn không tối nó xét cũng được giác, kiếm được thằng cũng được. Nhưng mà lấy áo tròn không tối thì lại kháng CC được anh em. Thôi láo chồng tối nhé. Rồi như thế này đi anh em, lấy kiếm được thằng đam to thì đam to thì có anh em, nhưng mà vô nhiều khi mình bị CC cái mình chết. Cái tại con Fiora là nó thường xuyên nó có cái tật là nó hay bươn ra hàng sâu anh em. Rồi bên kia thì có con Smolder 2 rồi, má nó bay kìa, mà bay cái tao. Ừ bay đi đó, bay với chúng tôi. Ủa sao con Kata mình nó chưa vô, nó chưa kịp xoay mà nó dính cẳng rồi anh em. Nó chưa kịp xoay mà sao nó mất xoay không rồi. Hay nhờ. Rồi tiện đi luôn. Rồi chắc lên cấp rồi. Lên cấp để tranh thủ kiếm thêm con Rakan. Mình chỉ nâng kiểu bé nồng non lắm. Rồi thì chắc mình sẽ thay ra thế này vậy nè. Thay ra để kích trước 4 tiên linh đỡ đây. Tí nữa có Rakan thì mình sẽ thay đồ của con Rumble qua cho Rakan luôn.
có luôn nha. Bây giờ không biết đủ tiền lại level 9 để cái vô lấy 6 tiền linh nữa không này. Căng. Rồi thì con Katarina giờ nó xoay là bên kia rớt cái cắn phép anh em. Con Swain thì nó cắt sướng người thôi chứ. Đây ngộ không thăng hoa này nha anh em. Đó thăng hoa với chúng tôi vậy. Thăng hoa xong thăng đường luôn. Rồi thì để xem ở ra đi chợ thì phép order chết chạy. Bên này nó có nào shop 3 rồi anh em ơi. Dạ thôi chứ đánh lắm gì nữa. À nó có hàng chợ Pandora kìa. Hàng gì nãy giờ ông cố nội bên đây ổng cầm hết con Rakan. Hàng giờ mình chút hoài kiếm Rakan không ra. Hái với thiệt. Chịu luôn á. Rồi thì bây giờ nhà bên đây gặp lại. Nhà dắt đây. Nhà dắt đây thì bây giờ yếu rồi anh em ạ. À. Con Katai của mình đi. Con Katai mình chạy đóng mục tiêu rồi. Con Katai mình bốc hơi luôn rồi anh em. Chị giấy. Rồi bị nhà bên đây lượm rồi anh em. À cái nhà đây nó có cái Nó có thêm một cái lõi để tích cho cái bọn liên hoàng này hay gì nó mạnh. Rồi thì đây có huyệt tiên linh. Lượm luôn nha anh em. Lượm lấy 6 tiên linh. Nói chung bán này ra kata ban hơi chậm anh em, cái ra sớm đẩy ngon, đẩy máu ngon, nhưng mà đang hơi trễ. Rồi thì cái này lắp vô luôn đó. Rồi giải thôi ron nha anh em. Giờ ron bây giờ ron kiếm được con gì nữa kiếm thôi. À, bên kia nó cầm hết ra can này gì ron hoài không răng ra can nào. Cái này mà cái đây mình lên được con ra can 2 thì cũng khả năng được anh em ạ. À. Cũng có chút triển vọng đấy. Rồi bên đây thì gặp nhà Nasus nha anh em. Thì cái đây gặp bóng thôi nhưng mà anh em coi thử nha. Đó cái đồ hình của mình đánh với cái bóng của Nasus này nè. Đó đây để coi còn một mình Nasus chấp hết kìa. Nói chung là cái đây con Fiora với con Swain hai con đảo qua đảo lại hai con hồi máu bên kia. Bên kia là sớm nó muốn khùng luôn anh em à. Đó, anh em thấy chưa? Nãy sớm chưa phải là tất cả nha anh em. Chém vẫn được nha anh em. Thành ra là cái đội hình này nó không yếu đâu anh em à. Nên anh em có thể cầm leo rank tốt đấy. Rồi thì chắc cả đây ván này ván cuối của mình rồi. Để xem từ ván này mình gặp ai đây. Rồi chắc di chuyển thế này đi. Cái bộ hàng sau để ăn ngon lắm, mình không cần mình không cầm đồ hàng sau. Rồi. Bên đây thì nó bây giờ nó có thêm con Olaf 3 sao nữa anh em. Rồi thôi bắt lực cái làm gì nó nữa. Rồi thôi nếu mà anh em thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Và nếu có bất cứ thắc mắc hay là góp ý gì cứ để dưới phần bình luận cho mình nha. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em mình những clip sau nha anh em. Nó ra giờ là bắt lực rồi anh em ơi.